Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024. Nối tiếp thành công của giải thưởng qua nhiều năm, Bộ Công Thương kỳ vọng năm 2024, giải thưởng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham dự của các nhà báo, phóng viên, các cán bộ truyền thông của các đơn vị, các cộng tác viên, thông tin viên trên toàn quốc. Các tác phẩm dự giải tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, khuyến khích tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Ngoài ra, thông qua giải, phát hiện những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả ở các địa phương, cơ sở, đơn vị, công trình, cá nhân, gia đình trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phổ biến kiến thức, công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phản ánh những khó khăn, thách thức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.